Hello anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với đồ trượt công nghệ. Mình tin là các bạn đợi con này từ lâu lắm rồi. Đây là FL Esports FL680, một trong những con mà kể từ khi nó được giới thiệu ra và nó mang cái hàng gọi là xách tay về thị trường Việt Nam ấy, thì lúc đấy có thể nói là đây là một cái đối trọng cực kỳ gọi là đáng gờm với cả NJ68. Nói chung là các bạn cứ tưởng tượng là cùng cái tầm giá mà con này thì sẵn rất là nhiều thứ, form silicon, form case, build thì cứng cáp chắc chắn. Mà cái quan trọng hơn cả là cái staff của nó, là cái staff stock ấy, thì đúng là FL chưa bao giờ là người dùng thất vọng cả. Đấy, kể từ cái con mà hôm trước mình trên tay là con FL980 ấy, staff stock ngon sẵn, thì FL680 này rất nhiều anh em cũng chia sẻ là như vậy. Thế thì trong ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn về cái con này. Thực ra là mình chỉ mốt lại có vài thứ thôi. Và các bạn nghe xem hay đến đâu nhé. Và đấy, mình chỉ cho. Ok. Rồi, đây thì cái điều đầu tiên các bạn có thể thấy là cái phần mạch của chúng ta thì cái này nó là plate thép này. Thì theo như mình được biết là con FL680 này các bạn cũng có thể mua được cái plate đồng ở bên ngoài. Nhưng mà mình thấy cái đấy và chỉ cho nó đẹp thôi, chứ gõ gì nó cũng chẳng khác nhiều so với plate thép đâu. Kim loại cả mà, có nhôm thì nó đỡ hơn tẹo thôi. Con này thì các bạn thấy sẵn này, sẵn form silicon dày cộp. Đấy. Và nói chung là quả tiêu âm của nó thì các bạn hết sảy luôn. Con này thì mình chỉ gắn vào đây là con KTT dâu. Đấy, đã lúp 3 pin và các bạn thấy là mạch của nó là mạch ngược. Quen thuộc quá rồi, không nói làm gì. Rồi phía bên trong này thì đằng sau này mình tép mốt. Và các bạn lưu ý nhá, con này sẽ sử dụng cái socket hot swap của Kailh. Các bạn thấy chưa? Nói chung là thông số thì khá là quen thuộc và các bạn để thấy một điều là cái phần mạch của chúng ta này. Đấy, nhìn nó cũng khá là gọn gàng và được sơn màu đen và những cái LED này, những con tụ, những con diode này, rồi những con chip điều khiển các thứ này nọ, nó cũng khá là đều nhau các thứ như thế này. Thì đây, một lần nữa là mình vẫn cứ phải nói luôn và ngay lại là tép mốt thì các bạn tép bằng cái con của nợ này cho mình. Đây, masking tape 3M. Đấy, màu gì thì mình không biết nhưng nó là masking tape. Chứ đừng có ông nào mang mấy con củ chuối vào thì bằng nhau. Nói chung thì đây, tránh mấy con IC to điều khiển này ra là được rồi. Bạn nào mà kỹ thì tháo hết ra, còn nó không thì thôi. Chứ nhiều anh em cứ ý kiến ý cò này nọ thì cũng mệt lắm. Thực ra mình vẫn chơi với tép mốt, chả có gì phải xoắn cả. Đấy, không có gì phải lo nha. Tiếng nổ hay lắm. Con này là mình không có PE form, không lót thêm form PE mà chỉ là sử dụng cái form zin mặc định như thế này thôi. Lót thêm form PE nữa thì tiếng nó còn hay nữa cơ. Nhưng mà thôi, kệ. Nhiều bạn cũng cứ hay nói là tại sao cái gì cũng lót. Tại vì những con giá rẻ như này này thì các bạn hiểu là cái cây nhựa của chúng ta này nó không tạo ra được một cái tiếng hay, tiếng nổ, tiếng nó đanh giống như mấy cái cây kim loại. Thế thì rõ ràng là chúng ta phải tìm những cái cách để mà làm cho cái trải nghiệm gõ, cái âm khi mà các bạn gõ nó trở nên hay hơn. Thì thực ra mà nói thì ở cái khoản gọi là chơi phím cơ thì sau khi chơi khá là nhiều loại khác nhau á, và mình cũng quay sao test các thứ đủ các thể loại, thì lời khuyên của mình đấy là các bạn cũng đừng có quá quan tâm đến cái âm. Đấy, thậm chí các bạn nghe trên những cái video của người này người kia các thứ này nọ thì cái âm ấy, nó cũng mang tính chất nó hơi fake nhiều. Tại vì đôi khi là nào là lọc nhiễu này, lọc âm này, rồi lọc cái này lọc cái kia thì âm thanh nó cũng sẽ khác đi rất nhiều so với cái việc đấy là khi các bạn tự build lên một con mà các bạn gõ rồi các bạn tự nghe. Nên là thôi, tốt nhất là các bạn cứ chỉ cần làm sao cho nó hợp với gu của bạn thôi. Chứ tại sao làm nó không hay không ngon thì khó lắm. Nên là thôi, mình không bàn về vấn đề đó nữa nhá. Ok. Nói chung cái phần mạch này thì chắc là chả cần phải nói gì nhiều. Và FL, mình nói thật là cũng là một trong những cái dòng mà nó khá là lành. Đến thời điểm hiện tại thì những cái mẫu quen thuộc của Việt Nam, ví dụ như có FL680 này, có cái FL980 này, rồi CMK87 này, MK870 này, thì hầu như là dùng rất là lành mà không có nhiều những cái lỗi. Mà thực ra cũng chẳng thấy có ai phản nàn về vấn đề lỗi nhiều luôn đấy. Mà nói chung là có thể nói là FL là một trong những hãng làm khá là lành. Nên là ưng ở cái mặt PCB trước đã. Hot swap của Kailh thì cũng rất là ngon, không điều gì phải xoắn. Ok. Rồi, đến cái phần này là phần case phía bên dưới này. Thì mở ra một cái là mình thấy ưng một cái đã. Đó là những cái phần silicon này để mà tiêu âm này. Nó dày vãi đạn luôn. Đấy. Các bạn thấy nó dày kịch. Nó dày như thế này chứ. Cái đâu giống như cái con gì nhỉ? ACO 3098B hôm vừa rồi của mình có làm ấy. Làm cái này để dưới đáy nên làm như không ấy. Làm xong cuối cùng tháo ra lắp lại nó xong. Nhưng thực ra là vẫn sẽ có một vài những cái khoang mà nó vẫn chưa được phủ đầy. Các bạn thấy không? Những cái này thì đầy này, nhưng khoang bên dưới này thì chưa. Nên là thực ra bạn nào kỹ thì có thể lót thêm vào như này nhìn cho nó kiểu dày dày đặc đặc lên nhìn cho đẹp thôi chứ thực ra cũng chẳng cần. Hay khu vực này là khu vực chứa pin, pin con này thì khá là mỏng, dung lượng của nó yếu á, có 2000mAh, nên là thực ra với cái khoang như này các bạn thừa sức có thể nâng cấp được pin lên những cái bản nó có dung lượng cao hơn. Để theo như mình không nhớ không nhầm mà cái khoang này có thể lắp được pin 4000 hoặc là 5000 gì đó thì phải, mình không nhớ cho lắm. Nhưng mà các bạn thích thì chúng ta cũng có thể lót thêm cái này vào cho nó chặt cho nó đặc hơn một chút xíu. Các bạn đừng có lo, cái pin này của chúng ta nó không nóng đâu, nó không nóng đến mức độ mà các bạn phải suy nghĩ đến vấn đề độ bền đâu. Mà lót cái form gọi là form cao su lưu hóa này thì nó cũng vừa cách nhiệt đi nữa thì thậm chí cái phần nhiệt từ pin nó còn không bị ảnh hưởng đến cái phần mạch của chúng ta, nên là các bạn cũng không phải lo vấn đề đấy đâu. Ok, ở đây mình có một cái nam châm này, nam châm khá là hay, đấy là mình đoán nó sẽ như thế này, không dùng đến nữa, đặt vậy. Nhưng mà thế này vẫn dễ rơi mà nhỉ? Rồi kệ đi. Ok, rồi chơi mao, quen thuộc. Và các bạn để thấy là chúng ta sẽ có tổng cộng tới 7 con ốc. Đấy, áp vào. Rồi, chắc nịch, quá ok luôn. Nói chung là cái phần cây của chúng ta thì như vậy thôi, chả có gì nhiều cả. Con này cá nhân mình đánh giá thì cũng là một trong những con dễ chơi mà thực ra cũng chẳng cần phải làm gì quá nhiều. Bây giờ thì đợi mình chút xíu, mình lắp lại và mình sẽ show đến cho các bạn về cái start của nó nhé. 5 minutes later. À đấy, lắp xong ốc rồi này, chắc cứ phải gọi là thôi rồi luôn. Và chúng ta sẽ còn có thêm một cái top cây nữa. Cái top cây này thì cũng dùng ngàm. Ui, và phải nói thật lòng một điều nhá, là lại là FL Esports. Thôi ôi, nó cứng cái về gọi là thôi rồi luôn. Cứ mỗi lần tháo lắp mấy con này vào áp lực lắm các bạn. Ui giời, ui giời, áp lực lắm, nó cứng đấy các bạn. Ui giời, đấy, ui giời ôi, đây nữa này, sao chặt rồi đấy. Các bạn để ý thấy một điều này, nó là mảnh ghép đấy mà nó khớp với nhau từng mm một. Này, ông nào chê được hoàn thiện thì không hiểu chê gì. Nhưng mà mình vẫn có cái mình chê nhá. Tại vì đây các bạn thấy nó lồi ra một mảng này. Thực ra cá nhân mình thì mình thích cái kiểu nó gọn lại, vuông vức lại giống như kiểu con NJ68 hơn. Tại kiểu nó đơn giản ấy. Con này thì có một cái điểm nhấn. Đó, thì nó cũng là cái hay. Nhưng mà thôi thì để cái này thì các bạn khi mình nhắc lên ấy, thì cầm nó dễ. Nhưng mình vẫn thích cái kiểu kia hơn. Tại mấy con này thì đâu đến mức nặng lắm đâu. Đó, ok. Rồi, bây giờ thì ráp lại. Và mình sẽ muốn nói một chút đến cái start cho các bạn xem nhé. Start con này chất lượng lắm. Mà mình chia sẻ luôn là con này không có cần phải clip chân, không cần phải hô le gì cả. Các bạn chỉ đơn giản đấy là các bạn lúp thôi. Mà thậm chí bạn nào lười thì không cần lúp, dùng được luôn. Ví dụ như các bạn mua một cái phiên bản, người ta gọi là phiên bản build sẵn ấy, thì thậm chí là các bạn không cần phải lúp lại luôn cơ. Còn nếu như các bạn mua cái phiên bản kit ấy, thì ok, lúp lại một chút xíu cũng sao, không sao. Mà các bạn cẩn thận ấy, thì chúng ta có thể lót thêm một vài cái đây, miếng này là marking tape ấy, để các bạn có thể khiến cho cái này nó chặt hơn thôi. Thực ra cơ bản thì nó cũng khá là chặt rồi, và cái sự gọi là dơ dơ lỏng lẻo của nó chút xíu thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng mà đó, bạn nào kỹ thì các bạn cứ lắp thôi. Đừng có ông nào ý kiến là tôi lắp ngược hai cái này nữa nhá. Khổ, tôi gõ mác quen rồi, làm ngược quen nữa rồi. Mà ngược đâu mà ngược nữa mà gõ quen rồi. Cái này không biết nó đúng không? Ở đây, cái này đây. Ok hôm trước lắp nhầm cái này, nhìn mắc cười vậy. Ok, rồi, lắp vào này. Cho bạn nghe này. Phải đạn không? Đây nha. Phá trưởng luôn. À, con switch gì này, Telios gì đấy, hơn 40.000. Ok, các bạn nghe này. Ngon chưa? Các bạn thắc mắc tại sao cái này có tiếng, cái này lại không có tiếng đúng không? Bởi vì cái này là lót, cố tình lót cái phần dưới chỗ stem, chỗ PCB ấy, là lót nó dày một tí. để nó triệt bớt âm đi, để chỉ còn được nghe tiếng của cái switch thôi. Mà cái switch này mình nói thật với các bạn là thôi tí mang con Porcelain Blue vào đây. Thật, con này hay à. Đấy. Đấy. Mình chỉ cần show cho các bạn một đoạn như thế thôi là các bạn cũng đủ hiểu được là cái start của con này mặc định luôn đấy, nó ngon như thế nào, và các bạn chỉ cần gọi là làm lại, xử lý lại một chút xíu là nó sẽ ổn đến mức độ này như thế nào. Còn thực chất ra bên trong này chúng ta còn có hai cái mil silicone này thì các bạn có thể lắp vào đây để nó còn khiến cho cái phần âm của cái phần space này nó còn gọn gàng hơn, nó còn chắc hơn nhiều nữa cơ. Đó. Ngon lành chưa? Con FL nào cũng có cái này, rất là ưng luôn. Rồi, KTT dâu 3 pin đã lúc. Không phim, tại con này không cần phim. Ok. A few moments later. Thay một con 40.000 bằng một con 10.000. Đó. Cho các bạn xem này. Chân stem chắc lắm. Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ được nghe tiếng một chút xíu. Mà nó chắc cứ phải gọi là thôi rồi luôn. Hơi thích à? Đâu mà tích. À không phải, cảm giác thôi. Bây giờ mình bị ám ảnh với cái tích rồi mà. Ớn quá trưởng luôn. Đó, tổng kết lại. Ngon chưa? Thực ra con này mình nói thật với các bạn là mình không cần phải chia sẻ gì nhiều đâu, tại vì nó quá ngon luôn. Còn cái phiên bản này là đã được mình gọi là mix lại một chút xíu. Thực ra cái set keycap này vẫn là set keycap FSA của FL Esports thôi. Nhưng có chăng đây là cái set này là set màu hồng đào này. Và cái set này là bản set full. Thế giờ các bạn mua cái set này bên ngoài cũng chỉ tầm khoảng 700.000. Nhưng mà các bạn có full và các bạn hỗ trợ rất nhiều layer khác nhau. Và thực ra cái set này thì nó cũng hệt với cả con set zin của con FL680 này. Nên có thể nói là con này chỉ làm thay switch và loop lại start một chút xíu là xong. Rồi, còn bây giờ thì mình tin là nhiều bạn cũng sẽ rất là quan tâm đến cái sound test. Nên là bây giờ mình sẽ thử một đoạn. Nhưng mà các bạn để thấy một điều này. Khi mà mình ráp nó lại một cách hoàn thiện ấy, nó cứng kinh khủng luôn. Đấy, và những lúc như này chắc nịch rồi. Đó, rất là ok. Và thậm chí là đấy, led này. Đó, mạch ngược nhưng mà led cơ bản cũng khá ổn để các bạn có một cái hiệu ứng tỏa led tốt. Tuy nhiên thì đương nhiên nó sẽ không thể nào nó mạnh được bằng mấy con switch theo kiểu xuôi rồi. Các bạn không phải lo. Và cái vấn đề gọi là cấn cây cáp ấy, thì đây, các bạn chỉ đơn giản là sử dụng những cái profile nó kiểu dạng OM hoặc là profile ASA, FSA như thế này là mọi thứ đều giải quyết được hết, không bao giờ phải lo. Còn cái vấn đề gọi là sượng và gõ nó không mượt ấy, giống như là mạch xuôi ấy, thì cái đấy chắc là mình chia sẻ sau đi, chứ nói thật với các bạn là mình gõ mình thấy nó vẫn thế. Ok, rồi, sau thêm một đoạn xíu nha. Ok. Rồi, hôm nay video này chắc là nhanh thôi, tại vì cơ bản con này nó ngon sẵn. Thề làm con này mà không cần phải nói quá nhiều luôn các bạn. Ok. À, KTT dâu hoàn toàn. Porcelain Blue. Ok. Đấy, các bạn thấy uy tín không? Rõ ràng là FL680 thực sự là nói là nó dễ chơi. Và mức giá của nó ở thời điểm hiện tại, cái phiên bản gọi là full con thì mình thấy nó vào khoảng bao nhiêu, 2,3 triệu cho đến 2,5 triệu tùy nơi bán ấy. Thì mình thấy mức giá đó là hợp lý cho cái con này. Vì rõ ràng là kể cả cái phiên bản gọi là switch gốc của nó là cái gì ạ? Kailh đúng không? Mình nhớ là Kailh. Thì các bạn cũng chỉ cần đâu đó tốn thêm khoảng vài trăm nghìn mua mấy con kiểu Gateron, Bromilky, Kailh, hoặc là các bạn đổi sang mấy con kiểu Zwitch giá tầm khoảng 5.000 đến 7.000 một con. Thì tổng tiền switch cứ vào khoảng cứ cho là 70 con đi, tầm khoảng 350 cho đến tầm khoảng 400.000, có khi không đến. Thì các bạn cũng đã có một con gõ rất là ngon, chưa đến 3 triệu, tổng hoàn thiện cho con này. Build ngon, ổn định, dùng ít lỗi, hoàn thiện tốt, keycap ok, trải nghiệm có ổn, start stop khá tốt. Có chăng pin hơi yếu, nhưng mà pin 2000 các bạn vẫn có thể tự tin để nâng cấp được. Thế thì các bạn nghĩ sao? Ok không? Cá nhân mình đánh giá thì nếu như so sánh con này với cả NJ80 ấy, thì con này có những cái hay, kiểu con này mua về dùng sẵn luôn. Còn con NJ80 thì xác định là các bạn cũng sẽ cần phải mod thêm này, mod thêm cái kia. Thì tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn thôi. Hồi trước nhiều bạn cũng hỏi mình so sánh, đây, bây giờ mới làm được. Thế nhá, các bạn nghĩ sao về FL680? Comment, đừng quên tham gia hoạt động phím cơ, nhiều hoạt động vui vẻ sắp tới đang chờ đấy. Thế nhá, bye!